Xin chào các bạn. Ngày hôm nay thì mình sẽ giới thiệu cho các bạn một phương pháp học tiếng Nhật mới, không phải mới mà là lần đầu tiên xuất hiện trên Dũng Mori. Đó là phương pháp học tiếng Nhật thông qua báo chí. Và thực sự là sẽ rất là khó để chúng ta đọc được những cái tờ báo thông thường của Nhật. Thế nhưng mà người Nhật có làm ra cho những người nước ngoài mà đọc tiếng Nhật á, những cái trang bằng tiếng Nhật ghi lại những tin tức bằng tiếng Nhật với những cái từ và những cái cách nói rất là dễ, phù hợp với các bạn mà thuộc trình độ N3, N2 đấy. Thế thì hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn cái trang web này. Và chúng ta sẽ nhìn lên nhé. Đó là cái trang web rất là nổi tiếng của bên Nhật. Đó là trang web NHK, đúng không? NHK News, được chưa nhỉ? Và trong cái phần này, tất nhiên nếu những bạn nào mà trình độ ok khá rồi, chúng ta có thể đọc thông qua việc đọc báo và những cái bài đây nhá. Thì ở đây người ta dùng những cái từ bình thường trong cuộc sống hàng ngày, trong báo chí của người ta, đúng không? Thế nhưng nếu như mà chúng ta đang ở trình độ N3 chẳng hạn mà muốn đọc báo thì hãy nhìn vào chỗ này nhá. News easy, web easy, đúng không? Tức là trang đọc báo dễ. Bấm vào đây. Ok. Và bây giờ mình sẽ cùng nhau, hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau làm thử, học thử có một bài báo đầu tiên nhá. Ok, chúng ta chọn luôn cái thông tin mới nhất này đi. Đó là gì nhỉ? Trump-san ga gì nhỉ? Americano daitoriyo ni natte kara hantoshi. Ok, bấm vào cái link này. Rồi, và bên dưới thì người ta sẽ cho mình một cái phần như sau. Thứ nhất là Futsu no News Shoyomu, tức là chúng ta sẽ đọc những cái bản news thông thường người ta. Còn phần chúng ta học chính là phần dưới này đây, chính là phần tin. Kia là trên này có cả clip cô nhỉ? Đúng rồi, trên này có cả clip phỏng vấn của người Nhật đấy nhá, về cái nội dung này. Tin tức thời sự thật à? Cô tụi bật lên em xem. Đúng rồi, đây. Đúng không? Được chưa nhỉ? Nên là khi nào mà trình độ tiếng Nhật của chúng ta lên khá một chút thì chúng ta sẽ xem ở trên này nhá. Ok, thế còn bài giảng ngày hôm nay của mình sẽ nằm ở phần này. Đấy, chúng ta sẽ cùng nhau đọc báo, đọc tin tức của người Nhật với cái văn phong vô cùng là giản dị và dễ hiểu nhá. Thì nếu mà khi mà các bạn đang tự học thì các bạn có thể xem qua cái gì đây nhỉ? Nghe qua cái MP3 này để nghe người ta đọc. Đấy, người đọc như này, chúng ta luyện nghe luôn. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau học cái này và để tìm hiểu các từ mới của nó nhé. Một là mọi người nhìn này, có nhìn rõ? Anh check của em xem nhìn rõ không? Nhìn rõ chưa? Ok. Dạ. Rồi chúng ta sẽ cùng nhau nhìn câu đầu tiên nhé. Em cho cao lên thì. Từ em ra lấy bút màu này. Câu chưa rồi, bấm vào chỗ khác rồi. Rồi. Bây giờ em vuốt này là không được đâu. Em cao lên. Ok. Rồi, chúng ta sẽ nhìn vào câu. Ok, và chúng ta sẽ nhìn vào câu đầu tiên nhá. Một này. Hatsuka, Trump-san ga America no daitoriyo ni natte kara hantoshi ni narimashita. Câu này của chúng ta sẽ dịch từ dưới lên mọi người nhá. Hantoshi là gì nhỉ? Là gì hả anh? Nửa năm. Đúng rồi. Đã nửa năm. Natte kara là kể từ ngày. Kể từ ngày gì? Kể từ ngày chủ ngữ chúng ta là Trump-san. Trump chính là ông Trump nhá, ông Trump đấy, tổng thống Donald Trump đấy, đấy. Trở thành gì nhỉ? Daitoriyo là tổng thống của nước Mỹ. Câu này em sẽ dịch lại nhá. Mình sẽ dịch lại nhá. Là gì nhỉ? Vào ngày 20 này thì gì nhỉ? Vừa tròn nửa năm kể từ ngày ông Trump lên làm tổng thống của nước Mỹ. Ok? Câu này rất là dễ đúng không? Tiếp theo chúng ta sang câu số 2. Khi mà dịch một câu bao giờ phải tìm thật là kỹ đâu là chủ ngữ vị ngữ đấy nhá. Câu thứ hai chủ ngữ chúng ta là gì nhỉ? Trump daitoriyo wa, tổng thống Trump này. Ông này làm sao? America no rieki ni naru koto o ichiban taisetsu ni kangaete. Một nửa vế này. Tiếp theo. Iroiro. Em đau quá. Được chưa? Em dạy một chỗ các IT nhá. Tiếp. Iroiro gì nhỉ? Iroiro na kuni to no kan ke no ai. Tiếp theo này. Iroiro na. Tại em không nhìn thấy chữ kia. Iroiro na kuni to no kai no aida no boiki no rule o kaeyou to shite imasu. Kaeyou to shite imasu. Chúng ta có gì nhỉ? Chủ ngữ là ông tổng thống Trump này và vị ngữ của nó bao giờ cũng sẽ là động từ hoặc là theo từ người về câu một. Ví dụ vị ngữ này, ông tổng thống Trump này, ông suy nghĩ, ông ấy cho rằng gì đó. Và ông ý cái hiểu tổ stay được. Mẫu này mẫu pháp chúng ta là cố gắng nhé. Cố gắng. Được chưa nhỉ? Ông Tổng thống Trump này thì ông ấy luôn luôn nghĩ gì nhỉ? Nghĩ rằng cái việc gì, nhìn chữ ố này, nghĩ rằng việc gì đây? Việc những cái mà để trở thành cái lợi ích của nước Mỹ là cái quan trọng nhất. Ichiban tai setsuni. Ok? Và tiếp theo này, thế nên là ông ấy đã cố gắng thay đổi chữ cái rự là thay đổi cái gì? Thay đổi cái rự, được chưa nhỉ? Rự là những cái quy tắc về gì đấy? Boiki là giao thương, được chưa nhỉ? Boiki là giao thương. Boiki giao thương, những cái quy tắc giao thương giữa với rất là nhiều các nước khác nhau, được chưa nhỉ? Iroiro na kuni to no aida desu. Tiếp theo này, 6月にはですね、6月には地球の気温が時代上がらないようにするために国連 chúng ta có từ mới, quốc liên sẽ là Liên Hiệp Quốc, viết tắt của từ Liên Hiệp Quốc nhé, quốc liên. Để Kimeta Paris Kyoto Kara để được tổ hợp Yoshimasta. Câu này hơi khó nhá. Đỗ dịch được câu này đấy. Anh dịch được câu này không? Đâu. Câu này anh phải gợi ý là chủ ngữ là ai đã. Nhớ vào một câu bao giờ phải tìm theo chủ ngữ là ai, đúng không? Thì muốn tìm chứ không phải là bị động. Đúng rồi, thì muốn tìm chủ ngữ là chúng ta phải tìm được cái vị ngữ của nó. Vị ngữ câu này là Happyo Shimashita là gì nhỉ? Công bố phát biểu, đúng không? Phát biểu. Thì ai cũng là ông Trump vững. Đúng rồi. Ngày đầu trước cũng có. Nhật Bản giữa các câu chủ ngữ thống nhất ở nhau như vậy, đúng không? Câu này đến câu này chủ ngữ vẫn là ông Trump. Ông ấy công bố phát biểu rằng cái gì thì đó chính là cái này này. Nội dung cái ông công bố chính là từ chỗ này đến chỗ này, đúng không? Đúng nhỉ? Đó là đúng rồi. Thế thì bây giờ chúng ta giải quyết từng từ mới trước nhé. Nhá. Anh chỉ kêu là gì? Trái đất. Kêu là gì? Kêu mà nhiệt độ. Khí hậu, nhiệt độ, đúng không? Tiếp agararu là gì? Nóng tăng lên chứ, đúng không? Tăng lên. Tiếp này, Kokuden em vừa nói rồi, Kokuden là Liên Hợp Quốc, đúng không nhỉ? Và cuối cùng một cái từ Paris Kyoto, một từ mang tính chất thời sự, đó là gì nhỉ? Hiệp định Paris. Đúng rồi, hiệp định Paris, đúng không? Đây được là gì anh? Ra khỏi Paris. Thế đương nhiên. Đây được Canada, đúng không? Ra khỏi từ đâu? Từ đâu bây giờ? Từ cái hiệp định Paris, và nước nào ra khỏi? Ông ấy ra. Không phải là ông ấy ra được mà phải là gì nhỉ? Mỹ, đúng không? Ông này ông công bố rằng là Mỹ sẽ ra khỏi cái hiệp định Paris. Cái mà đã quyết định ở gì nhỉ? Mà đã được quyết định ở đâu? Tại Liên Hợp Quốc. Nhằm vào cái hiệp định Paris này, nhằm cái từ tham mến ý là nhằm, đúng không? Nhằm gì nhỉ? Nhằm để cho cái gì đấy? Cái khí hậu, nhiệt độ của trái đất không bị nóng lên. Và vào tháng 6, thế bây giờ dịch trọn vẹn lại câu này như này nhá. Vào tháng 6 thì ông Trump đã phát biểu rằng đấy nhỉ? Nước Mỹ sẽ rút ra khỏi cái hiệp định Paris mà đã được quyết định ở Liên Hợp Quốc, mà cái hiệp định này vốn là cái hiệp định mà gì nhỉ? Để nhằm chống biến đổi khí hậu hay chống gì nhỉ? Nhiệt độ của trái đất nóng lên, đúng không? Ok. Dễ không mọi người? Rồi chúng ta sang câu tiếp theo nhé. Rồi chúng ta sang câu tiếp theo. Được chưa? Vẫn ở chỗ này, đúng không? Rồi và chúng ta sang câu tiếp theo nhá. Câu này là gì nhỉ? Shikashi sekai no kuni wa Trump Daitorio no kangaekata ni tsuyoku hantai shite imasu. Hantai là gì anh ơi? Phản đối. Đúng rồi, hantai này chúng ta có từ phản đối nhá. Chữ phản và chữ đối, đúng không? Phản đối, đúng không nhỉ? Thế bây giờ chúng ta nhìn này. Tuy nhiên, với câu vừa nãy, đúng không? Tuy nhiên thì gì đây nhỉ? Thì sekai no kuni, các nước trên thế giới thì rất là, chúng ta dịch từ dưới lên, phản đối rất là mạnh mẽ. Diêu cự là mạnh mẽ. Mạnh mẽ cái gì? Cái cách suy nghĩ này của ông Tổng thống Trump. Ok? Mọi người nhớ này, để ý không? Từ nãy giờ mình dịch bao giờ nhá? Cái bước đầu tiên của mình là xác định cái ngữ pháp câu. Bước đầu tiên của mình bao giờ cũng là xác định ngữ pháp câu và tìm trong đó chủ ngữ, vị ngữ và cuối cùng là gì nhỉ? Cứ dịch từ dưới lên. Và đó cũng chính là cái mấu chốt mà khi mà chúng ta làm các bài khi mà chúng ta ngồi tập dịch các câu trong tiếng Nhật đấy nhé. Ok, và chúng ta sang gì nhỉ? Đoạn gần cuối rồi. Tổ chỗ này gì nhỉ? Trump Daitorio wa senkyou no toki Obama Daitorio ga tsukutta iryou hoken ga kaeru to itteimashita. Ok. Câu này lại chủ ngữ là gì đây? Chủ ngữ là gì đấy? Nhìn, chủ ngữ bao giờ đừng chỉ quá gá và mấu nhá. Chủ ngữ là Right này. Ông Tổng thống Trump này thì ông đã thế nào? Ông đã nhìn vào vị ngữ cuối cùng của nó này. Ông ấy đã nói rằng cái gì? Nói rằng là gì đấy nhỉ? Obama Daitorio-ga tsukutta idio hoken okaeru. Ông ấy là nói rằng ông ấy sẽ thay đổi, đúng không? Thay đổi cái gì? Cái idio hoken là gì nhỉ? Y tế. Cái bảo hiểm y tế ấy, đúng không? Mà cái này là cái gì? Mà là cái mà đã được ông gì nhỉ? Ông Tổng thống Obama lập ra, đúng nhỉ? Và còn một cái đoạn chỗ này nữa là Senkyō-no-toki là cái trạng ngữ, đúng không? Senkyō là khi mà tranh cử, bầu cử đấy. Thì mình sẽ dịch câu này lại như sau nhá. Khi mà tranh cử, hồi mà còn tranh cử, thì ông Tổng thống Trump này, ông ấy đã từng nói rằng là gì nhỉ? Ông ấy sẽ thay đổi cái chính sách hay cái bảo hiểm y tế do ông Obama đã thiết lập ra, được chưa? Tuy nhiên, lại là tuy nhiên, đúng không? Chúng ta có những câu này. Gikai ga hantai shite iru tame mada kaeru koto ga dekimasen. Được chưa nhỉ? Câu này là gì nhỉ? Gikai là gì anh? Nghị hội là cái gì? Nghị hội là hội nghị tức là Quốc hội đấy. Đúng rồi, bên Quốc hội của Mỹ, đúng không? Tuy nhiên bên Quốc hội của Mỹ thì vì vẫn là gì đây? Vẫn là phản đối, thế nên là mada kaeru koto ga dekimasen là vẫn chưa thể thay đổi được. Ok nhá. Đây. Và chúng ta đi đến đoạn cuối cùng của bài này, đó là gì nhỉ? Trump Daitorio no musuko ga senkyō no toki ni Roshia-jin no bengoshi to atta koto ga wakaru nado, Trump Daitorio to Roshia no mondai ga tsuzuite imasu. Câu này thì mọi người nhìn như sau nhé. Nếu mà hỏi câu này chủ ngữ là gì thì các bạn sẽ trả lời chủ ngữ câu này là gì nhỉ? Anh. Chủ ngữ câu này nếu mà anh hỏi, nếu mà là anh là học sinh thì anh sẽ trả lời câu này, chủ ngữ là gì? Con trai của ông Trump. Chủ ngữ gọi câu cơ mà. Còn cả câu á? Ừ. Chủ ngữ là câu. Chủ ngữ to nhất ở câu này là gì? Các bạn xem. Câu tố đã wakaru. Wakaru. Wakaru thì nó nếu mà là wakaru ta phải hết câu chứ. Mondai. Đúng rồi. Chủ ngữ chính là cái mondai này. Vì sao lại là cái mondai này? Vì mọi người nhìn này, chỗ này lại có từ nado. Nado là một cái giải thích kỹ hơn cho một cái điều gì đó, đúng không? Thế nên là câu này chủ ngữ sẽ là mondai. Mondai gì thì là đưa ra những cái ví dụ về mondai như này. Tuy nhiên những cái vấn đề giữa Tổng thống Trump và Nga vẫn còn đang tiếp tục. Ví dụ như là vấn đề gì đây? Ví dụ như là vấn đề khi mà người ta biết được cái điều rằng là gì nhỉ? Biết được cái điều rằng là cái con trai của ông Trump này, khi mà ông này tiến hành tranh cử thì đã đi gặp luật sư của người Nga, luật sư người Nga. Thì chắc là bạn nào mà chăm chỉ tìm hiểu về chính trị thì các bạn sẽ biết là gần đây thì ông Trump gần đây báo chí đưa tin rất là nhiều về cái vấn đề là con của ông thủ tướng Trump này, đúng không? Khi mà ông này đang tiến hành tranh cử ấy, vận động tranh cử, thì đã đi gặp một luật sư người Nga để tìm hiểu các thông tin về bà Clinton, tức là thông tin không tốt về bà Clinton đấy. Thì cái này thực ra thì bạn nào mà chăm chỉ hiểu về chính trị, tìm hiểu về chính trị sẽ rõ thôi nhá. Và câu cuối cùng của chúng ta này, quan trọng ở đây mình sẽ dịch về giải quyết mặt vấn đề ngôn ngữ nhá. Và Gikai nado wa Russia to Russia no kankei o shirabete imasu. Daitorio ni natte kara hantoshi ni natte mo seiji ga umaku susunde imasen. Susunde gì nhỉ? Câu cuối này. Gikai nado wa Russia no kankei o shirabete imasu. Daitorio ni natte kara hantoshi ni natte mo seiji ga umaku susunde imasen. Ok? Hai câu này chúng ta dễ rồi, đúng không? Câu này là gì nhỉ? Và Quốc hội vẫn là từ ghi cài bên trên, đúng không? Quốc hội thì đang điều tra về mối quan hệ với cả bên gì nhỉ? Bên Nga. Và dẫu cho là đã nửa năm kể từ ngày ông này lên làm tổng thống rồi, nhưng mà gì đấy thì gì đây nhỉ? Thì những cái thể chế hay là cái gì chính trị, bộ máy chính trị, đúng không? Nó vẫn chưa hoạt động một cách gì là suôn sẻ nhá. Umaku susundekimasen là umaku susumu nghĩa là hoạt động một cách suôn sẻ, diễn ra một cách trôi chảy, đúng không? Hay quá. Thế thì trong cái bài này chúng ta sẽ học được những cái cách, thứ nhất là về cách dịch câu này, thứ hai là những cái từ mới mà chúng ta có thể sẽ gặp trong các bài thi chẳng hạn đấy mọi người ạ. Những cái bài thi JLPT gần đây thì người ta ra rất nhiều những cái từ vựng mà chúng ta sẽ gặp ở trên báo, ví dụ như từ ikai này, hay là từ dai hay là từ ditonio này, hay là Bengosi. Chúng ta từ Bengosi là gì đây? Bengosi là gì nhỉ? Bengosi là luật sư đúng không? Vân vân. Ồ, có chỗ nào đấy? Cancel nữa. Đâu, cancel rồi. Hay là ở trên này chúng ta sẽ gặp được những cái từ mới như là rư rự này, rư rự là quy tắc đối bôi, kia là giao thương chẳng hạn, đúng không? Đấy, thế đây sẽ là cách mà chúng ta làm tăng thêm từ vựng và học thêm và tìm hiểu thêm rất nhiều những thông tin mới hàng ngày. Ok, và hẹn gặp lại các bạn trong một bài giảng gần đây nhất. Bye bye!